Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự trưa 11 tháng 9 của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Thưa quý vị, do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3, mưa lớn trên diện rộng những ngày qua đã gây ra những thiệt hại nặng nề tại tất cả các địa phương trong tỉnh. Trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi tiếp tục cập nhật về tình hình thiệt hại cùng nỗ lực khắc phục hậu quả tại các địa phương trong tỉnh. Thưa quý vị, sáng nay 11 tháng 9, đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng đoàn công tác của tỉnh đã đến kiểm tra và trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn vụ sạt lở tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên. Cùng đi có đồng chí Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, một số đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo một số sở ngành. Tại hiện trường, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong nghe báo cáo về tình hình thiệt hại vụ lũ quét sạt lở xảy ra tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh. Theo thống kê, khu vực sạt lở có 37 hộ dân với 158 khẩu, trong đó có 18 trẻ em dưới 6 tuổi. Tính đến nay đã xác định được 25 người tử vong, 17 người bị thương đã được đưa đi điều trị, 46 người đã an toàn. Hiện tại các lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm 70 người mất tích. Trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy gửi lời chia buồn sâu sắc tới thân nhân các gia đình người bị nạn, đồng thời chỉ đạo tổ chức an táng người đã mất, cứu chữa tích cực cho những người bị thương. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo thành lập sở chỉ huy dã chiến ngay tại hiện trường, phân công nhiệm vụ cho bộ đội lực lượng tại chỗ thống nhất về phương án tìm kiếm. Trước mắt phải khoanh vùng tìm kiếm từ vị trí xảy ra sạt lở đến thủy điện Phúc Long, trong đó chia 3 khu vực trọng điểm ưu tiên tìm kiếm, lấy lực lượng quân đội là chủ đạo, các lực lượng khác phối hợp. Chính xác nhất, rất nhiều các lực lượng khác nhau. Và cho nên trước hết là tôi đề nghị anh em hoàn thiện lại cái sơ đồ này một chút nữa, chỉ chính xác cái vị trí chúng ta đang ở đây, cái này, cái văn hóa. Để theo cái cung đường, nếu có vị trí lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và tôi tin là sẽ có. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đặc biệt lưu ý đảm bảo an toàn cho các lực lượng tham gia tìm kiếm, sớm khắc phục sự cố về giao thông, thông tin liên lạc, nhu yếu phẩm phục vụ cho nhân dân và lực lượng cứu hộ. Hiện nay quân khu 2 đã điều động 300 chiến sĩ vào khu vực Phúc Khánh, trong đó 100 chiến sĩ tìm kiếm dọc suối Nủ từ sông chảy vào, 200 chiến sĩ sẽ vào tìm kiếm trực tiếp tại khu vực sạt lở do Trung tướng Phạm Hồng Trương, Tư lệnh quân khu 2 và đồng chí Đặng Xuân Phong, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai trực tiếp chỉ đạo. Ngoài ra lực lượng công an, quân đội, dân quân của huyện và tỉnh khoảng 300 người cùng tham gia tìm kiếm, dẫn đường, cung cấp thông tin tìm kiếm. Hiện trời vẫn mưa, đường vào thôn Làng Nủ bị sạt lở, gây khó khăn cho công tác tìm kiếm, cứu nạn. Trước đó, rạng sáng nay 11 tháng 9, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trịnh Xuân Trường cùng đoàn công tác của tỉnh đã đến thăm hỏi động viên 18 nạn nhân đang điều trị tại bệnh viện đa khoa huyện. Phần lớn nạn nhân nhập viện trong tình trạng đa chấn thương. Chị nghe kể bảo là cả nhà vẫn chưa dậy đâu, vẫn ngủ trong nhà. Ừ, bảo là bị từ 6 giờ sáng nay mà. Thế thì bây giờ là cháu đi chuyển tuyến rồi chị? Đấy, chị đang xin bác sĩ cho cháu chuyển tuyến thì bác sĩ đồng ý cho cháu chuyển tuyến rồi. Giờ cháu tình trạng của cháu như thế nào? Cháu thì bác sĩ đang chẩn đoán là chấn thương sọ não. Bố thì hôm qua thì đi làm cúng, chưa thấy về, mẹ nó thì chết rồi, xác rồi. Thì em trai thì không thấy, kiếm không thấy từ sáng rồi. Sau khi hội chẩn, có 5 bệnh nhân chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh ngay trong đêm qua. Ngành y tế cũng đã huy động 24 y bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh và Bệnh viện Đa khoa huyện Bảo Thắng trực tiếp xuống cứu chữa cho các nạn nhân. Trong đó có 2 ca chấn thương nặng, chấn thương ngực kín và chấn thương sọ não phải thở máy. Và tất cả các cái bệnh nhân bị chấn thương các cái chi đã được... và các cái vết thương đã được sơ cứu và hiện tại bây giờ thì các bệnh nhân đều an toàn và bệnh viện cũng đã báo cáo với ngành dọc của Sở Y tế và Bệnh viện tỉnh để chi viện cho hỗ trợ chuyên môn cho bệnh viện. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trịnh Xuân Trường đã thăm hỏi động viên các bệnh nhân đang điều trị, mong muốn các gia đình cố gắng vượt qua khó khăn. Đồng chí yêu cầu ngành y tế khẩn trương huy động tối đa nhân lực, vật lực, trang thiết bị y tế, đồng thời phối hợp với các bệnh viện trung ương để kịp thời cấp cứu cho các nạn nhân, nhất là các nạn nhân trong tình trạng nặng. Và thời điểm này thì Ủy ban nhân dân huyện Bảo Yên cũng đã công bố đầu mối tiếp nhận ủng hộ các nạn nhân bị thiệt hại do thiên tai mưa lũ.
Cụ thể, đầu mối tiếp nhận ủng hộ từ các cơ quan, đơn vị, tổ chức cá nhân cho Bảo Yên là ông Đoàn Xuân Hưng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện. Số điện thoại 091-238-9279. Bà Ngô Hồng Thắm, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện. Số điện thoại 091-292-8089. Ông Trần Công Thức, Tránh Văn phòng Ủy ban Nhân dân huyện. Số điện thoại 098-356-2343. Địa điểm tiếp nhận tại hội trường khu hành chính Ủy ban Nhân dân huyện Bảo Yên. Để đến được khu vực thị trấn Phố Giàng, người dân cần di chuyển theo lộ trình quốc lộ 70, cầu Chom, trung tâm hành chính huyện. Còn tại huyện Bắc Hà, vào khoảng 11 giờ ngày 10 tháng 9, do sạt lở đất từ ta luy dương đã làm sập nhà điều hành của nhà máy thủy điện Đông Nam Á trên địa bàn xã Nậm Lúc, làm một người chết, 4 người mất tích và nhiều người bị thương. Công tác cứu hộ đang được khẩn trương thực hiện, nhưng việc thực hiện tiếp cận hiện trường đang gặp nhiều khó khăn do địa bàn này đang bị cô lập. Ngay trong chiều tối 10 tháng 9, đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo huyện Bắc Hà, các lực lượng chức năng đã đến thị sát, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả mưa lũ tại đây. Hiện những nạn nhân bị thương do sập nhà điều hành của nhà máy thủy điện Đông Nam Á đã được sơ cứu tại trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Nậm Lúc. Nhưng hiện khu vực sạt lở vẫn đang bị cô lập hoàn toàn, các phương tiện cứu hộ chưa thể tiếp cận. Chính quyền địa phương đang huy động các lực lượng tại chỗ đi bộ đến điểm sạt lở để tìm kiếm các nạn nhân bị mất tích. Ngay trong chiều tối 10 tháng 9, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vũ Xuân Cường cùng lãnh đạo huyện Bắc Hà, các lực lượng chức năng đã trực tiếp đến chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả mưa lũ tại xã Cốc Lầu, chỉ đạo các phương án tiếp cận hiện trường nhà điều hành thủy điện Đông Nam Á. Sáng nay, đoàn công tác của tỉnh và huyện Bắc Hà đã đi cano xuôi trên sông chảy để tiếp cận hiện trường vụ sạt lở. Thống kê đến 17 giờ ngày 10 tháng 9, trên địa bàn huyện Bắc Hà có 7 người chết, 8 người mất tích, nhiều người bị thương, 1.054 ngôi nhà bị ảnh hưởng do hoàn lưu bão số 3. Huyện Bắc Hà đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện, phối hợp cùng cơ quan chuyên môn thông đường vào các vị trí bị sạt lở, tổ chức thông đường để cứu hộ, cứu nạn, chuẩn bị lương thực, thực phẩm để tiếp tế cho người dân bị ảnh hưởng. Còn tại huyện Bát Sát thì tính đến 21 giờ ngày 10 tháng 9 đã ghi nhận 6 người chết, 7 người mất tích, 7 người bị thương do mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất. Mưa lũ, sạt lở đất cũng làm ngập úng, sạt sụt lún, vùi lấp 615 nhà dân tại các địa phương của huyện, trên 400 ha cây cối, hoa màu bị ảnh hưởng. Nhiều tuyến tỉnh lộ, đường huyện bị sạt lở, trong đó tuyến Bản Vược, Mường Hum vẫn đang khắc phục, chưa thể thông xe tại km 2 Bản Vược. Hai tuyến đường vào xã Y Tý đều sạt. Hiện đang bị cô lập, phương tiện không thể lưu thông. Các đoàn công tác của huyện chỉ có thể cơ động đi bộ để tiếp cận hiện trường tại A Lù, Sàng 36, Trung Lành Hồ, Nậm Bung. Liên lạc bị mất, rất khó tiếp cận thông tin. Chính quyền địa phương đang nỗ lực phối hợp cùng lực lượng chức năng khắc phục hậu quả, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn theo phương châm 4 tại chỗ. Thưa quý vị, mưa lớn kéo dài gây sạt lở đất đá và ngập úng trên diện rộng, ảnh hưởng lớn đến hạ tầng viễn thông trên địa bàn tỉnh. Tính đến 13 giờ ngày 10 tháng 9, mưa lũ đã khiến 117 trên 938 tuyến cáp bị đứt, bị ảnh hưởng. 395 trên 1.221 trạm thu phát sóng bị ảnh hưởng, mất liên lạc. Trong đó 15 xã bị ảnh hưởng mất sóng di động của cả 3 nhà mạng Vinaphone, Viettel, Mobifone, gồm A Lù, Y Tý, Trung Đình Hồ, Pa Treo, Bát Sát, Yên Sơn, Nghĩa Đô, Vĩnh Yên, Tân Dương, Việt Tiến, Tân Tiến, Kim Sơn, Phúc Khánh, Bảo Yên, Thanh Bình, Nậm Chảy, Mường Khương. 25 xã bị ảnh hưởng mất sóng di động của cả hai nhà mạng Vinaphone, Viettel, VNPT, mất sóng toàn bộ địa bàn huyện Bát Sát, Bảo Yên. Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Sở Giao thông Vận tải hỗ trợ ưu tiên khắc phục sạt lở tuyến đường Cốc Mì, A Mú Sung, Y Tý, một số tuyến đường trên địa bàn thị xã Sapa, huyện Bảo Yên để ứng cứu thông tin kịp thời. Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Công Thương chỉ đạo Công ty Điện lực Lào Cai hỗ trợ duy trì điện lưới tại các khu vực tổng trạm, trung tâm các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tỉnh. Sở Thông tin và Truyền thông cũng chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn lên phương án khắc phục sự cố viễn thông, chủ động kết nối roaming giữa các nhà mạng và nguồn lực dự phòng để xử lý các sự cố khẩn cấp. Dưới sự chỉ đạo của đoàn công tác Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel, cán bộ nhân viên Viettel Lào Cai đã xác định được vị trí, hoàn thành việc lắp đặt trạm phát sóng mới. Đúng 2 giờ 17 phút sáng ngày 11 tháng 9, trạm LCI 015611 bao phủ làng Nủ, xã Phúc Khánh đã phát sóng thành công, đảm bảo thông tin liên lạc, phục vụ công tác chỉ đạo, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ tại điểm sạt lở nghiêm trọng nhất tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, mưa lũ không chỉ gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản, mà nhiều tuyến giao thông trên địa bàn tỉnh cũng bị ách tắc nghiêm trọng do sạt lở đất đá, người và các phương tiện không thể lưu thông. Tuy nhiên, trong khó khăn hoạn nạn, tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách của cả cộng đồng đang được nhân lên. Ghi nhận của phóng viên Thời sự tại thị xã Sapa. Tại một đơn vị kinh doanh du lịch trên địa bàn thị xã Sapa, những ngày qua không khí rất khẩn trương, nhưng không phải hoạt động cung cấp dịch vụ cho khách, mà mỗi người một việc từ nhặt rau, nấu cơm, chế biến món ăn, đóng hộp để nhanh chóng gửi những suất cơm ấm áp đến bà con vùng sạt lở và lực lượng cứu hộ, cứu nạn. Chỉ trong 2 ngày qua, trên 500 suất cơm nghĩa tình đã được chuyển đến tận tay người dân vùng lũ. Chúng tôi mới góp sức mình một chút để giúp cho mọi người có những bữa ăn đêm, cùng những bữa ăn và vượt qua giai đoạn bão lũ này. Tôi mong muốn là để cho nền kinh tế sẽ sớm, mọi người sẽ sớm quay trở lại cuộc sống thường nhật. Không chỉ chuyển đến tận tay bà con những bữa cơm ấm áp tình người, đơn vị còn giúp chỗ ở miễn phí cho du khách nước ngoài bị mắc kẹt tại Sapa trong những ngày mưa bão, sạt lở đất. Với những vị khách nước ngoài, tại đây họ được chứng kiến những hành động đẹp, ấm áp, cảm phục tinh thần dân tộc của người Việt Nam. Tôi đến từ nước Tây Ban Nha và đất nước này của chúng tôi thì không gặp bão. Tuy nhiên thì đến đây lần đầu tiên tôi gặp phải trường hợp này và chúng tôi thấy rằng ở đây là tình đồng bào rất là ấm áp, được sự giúp đỡ từ tất cả mọi người, từ những du khách du lịch, những đơn vị hỗ trợ. Đặc biệt là chúng tôi được ở đây miễn phí và điều này chưa bao giờ chúng tôi từng gặp ở đất nước nào. Tôi cảm thấy rất biết ơn sự hỗ trợ của những người bản địa tại Sapa và sự tốt bụng đến từ khách sạn mà chúng tôi đang ở. Họ khiến cho chúng tôi cảm thấy việc ấy là chúng tôi là một người nước ngoài nhưng mà đang được sống trong chính ngôi nhà của mình. Những bữa cơm chan chứa tình người với sự chung tay của các đơn vị kinh doanh du lịch tại Sapa không chỉ tiếp thêm động lực cho bà con vùng lũ vượt qua khó khăn mà còn nhân lên những hình ảnh đẹp về tinh thần đoàn kết, sẻ chia của người Việt Nam trong lòng bạn bè quốc tế. Thưa quý vị và các bạn, sau đợt lũ ngày 9 tháng 9 do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3, thì hôm nay các loại lương thực, thực phẩm thiết yếu và rau xanh trên địa bàn thành phố Lào Cai đã được cung ứng trở lại khá dồi dào, phục vụ người dân. Sáng nay tại các chợ dân sinh lớn trên địa bàn thành phố Lào Cai như Nguyễn Du, Kim Tân, Pom Hán, các cửa hàng đã dọn dẹp và bán hàng trở lại. Có thể nhận thấy lượng hàng hóa khá đầy đủ như lương thực, thực phẩm tươi sống, các loại củ quả và rau xanh. Cái giá gạo thì vẫn không thay đổi, vẫn bán theo cái giá cũ. Vì đường xá thì bây giờ là cũng rất là ách tắc, vẫn chưa thông thì bắt đầu khoảng ngày mai là bắt đầu là có hàng rồi. Giá các loại rau củ hiện vẫn tăng nhẹ từ 5 đến 10%. Giá rau muống, rau ngót trước mưa lũ là 7 đến 8.000 đồng một mớ, hiện tăng lên 10 đến 15.000 đồng một mớ. Bắp cải tăng 7.000 lên 25.000 đồng một kg. Cà chua giá dao động từ 30.000 đồng đến 35.000 đồng một kg, tăng 5.000 đồng một kg. Khoai tây, bí xanh, bí đỏ bán 25 đến 30.000 đồng một kg, tăng 5.000 đồng một kg. Riêng các mặt hàng thực phẩm tươi sống giữ ở mức ổn định. Thịt gà công nghiệp 85.000 đồng 1 kg, thịt gà ta giá từ 130 đến 150.000 đồng 1 kg, thịt lợn mông, vai, ba chỉ giá từ 120.000 đồng đến 140.000 đồng 1 kg. Giá cả là có lên một chút so với ngày thường, còn hàng hóa thì vẫn đầy đủ, các mặt hàng vẫn đầy đủ để phục vụ cho dân. Tại các siêu thị, cửa hàng tiện lợi trên địa bàn thành phố Lào Cai, do đã hợp đồng với các nhà cung cấp ngay từ khi nhận được tin bão số 3 nên chủ động trong việc cung ứng hàng hóa. Nhờ đó, giá cả các mặt hàng ở mức ổn định, thậm chí một số mặt hàng rau xanh rẻ hơn tại chợ dân sinh. Chúng tôi đã tăng cường những cái nguồn hàng từ những cái nhà cung cấp lớn của chúng tôi từ khu vực miền Trung, miền Nam để bổ sung hàng hóa ra phục vụ cho người dân, đảm bảo là không thiếu những cái nhu yếu phẩm thiết yếu. Theo Sở Công Thương, hiện các mặt hàng nhu yếu phẩm, chủ yếu là lương thực, thực phẩm, vẫn đảm bảo nhu cầu sinh hoạt của người dân trên địa bàn tỉnh. Giá cả các mặt hàng thiết yếu cơ bản ổn định, không có sự thay đổi nhiều, trừ một số loại rau xanh có tăng giá nhẹ do việc vận chuyển khó khăn, nguồn cung hạn chế và khó bảo quản. Thưa quý vị, theo bản tin lũ trên các sông Bắc Bộ mới nhất của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lũ trên sông Hồng tại Hà Nội đang lên, có khả năng đạt đỉnh ở mức trên báo động 2. Lũ trên sông Thao tại Yên Bái đang xuống nhưng vẫn ở mức trên mức lũ lịch sử năm 1968 và lũ trên sông Lô thì cũng đang xuống.
cảnh báo trong 12 đến 24 giờ tới, mực nước các trạm hạ lưu hệ thống sông Hồng, Thái Bình lên mức báo động 3 và trên báo động 3. Mực nước lũ lên cao gây ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, bãi bồi ngoài đê chính, gây tràn vỡ các đê bồi ven sông, sạt lở đê kè, ảnh hưởng nghiêm trọng đến các vị trí xung yếu thuộc hệ thống đê kè, công trình ven sông thành phố Hà Nội và các tỉnh Hà Nam, Nam Định, Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình, Ninh Bình. Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt vùng trũng thấp ven sông tại các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Bắc Giang, Bắc Cạn, Thái Nguyên, Hòa Bình, lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc ở khu vực vùng núi Bắc Bộ. Tiếp theo chương trình sẽ là những thông tin thời sự quốc tế. Bộ Ngoại giao Ukraine đã cảnh báo hậu quả nghiêm trọng, thậm chí cắt đứt quan hệ ngoại giao với Iran nếu Nga sử dụng các vũ khí do Tehran cung cấp để tấn công Ukraine. Cảnh báo trên được Kiev đưa ra sau khi Ngoại trưởng Mỹ cáo buộc Nga đã nhận được nhiều tên lửa đạn đạo từ Iran và có khả năng sẽ sử dụng chúng ở Ukraine trong vòng vài tuần tới. Cùng ngày, Đức, Anh và Pháp đã ra tuyên bố chung cho rằng hành động của Iran làm leo thang căng thẳng và công bố các lệnh trừng phạt mới nhằm vào các hãng hàng không Iran Air, đồng thời hủy bỏ các thỏa thuận dịch vụ hàng không song phương với quốc gia Hồi giáo. Trong khi đó, Bộ Tài chính Mỹ cho biết đã áp đặt các lệnh trừng phạt mới nhằm vào 10 cá nhân và 6 công ty của Nga và Iran liên quan đến cáo buộc mới này. Bộ Nông nghiệp Pháp ngày 10 tháng 9 thông báo đã phát hiện 5 trường hợp nghi bị ngộ độc botulium có liên quan tới nước sốt pesto nhiễm khuẩn ở miền trung của nước này. Bộ Nông nghiệp Pháp khuyến cáo những người đã ăn nước sốt pesto nhiễm khuẩn cần phải theo dõi sức khỏe và thăm khám y tế ngay khi có triệu chứng nghi ngộ độc do thời gian ủ bệnh từ vài giờ đến vài ngày và bản chất nghiêm trọng của tình trạng này. Trước đó, nước sốt pesto tỏi gấu do một đơn vị địa phương nhỏ sản xuất bị nghi là sản phẩm gây ra các ca ngộ độc botulium nói trên đã được bán tại một số hội chợ ở miền trung của nước Pháp. Nhà chức trách đã ra lệnh thu hồi ngay lập tức nước sốt pesto nói trên và gửi tới Viện Pasteur để phân tích thêm. Tòa án Công lý châu Âu đã ra phán quyết bất lợi cho các tập đoàn công nghệ Apple và Alphabet của Mỹ trong hai vụ kiện riêng rẽ lên tới hàng tỷ euro với Liên minh châu Âu-EU. Cụ thể, Tòa án Công lý châu Âu đã ra phán quyết yêu cầu Apple hoàn trả 13 tỷ euro tiền thuế cho chính phủ Ireland. Vụ kiện nhằm vào Apple diễn ra từ năm 2016 sau khi Ủy ban châu Âu EC cho rằng nhà sản xuất iPhone đã hưởng lợi từ hai phán quyết về thuế của Ireland trong hơn hai thập kỷ qua. Cùng ngày, Tòa án Công lý châu Âu cũng đã bác đơn kháng cáo của Google và công ty mẹ Alphabet và giữ nguyên mức phạt 2,4 tỷ euro với tập đoàn này trong một loạt vụ kiện chống độc quyền của EU nhằm vào Google. Tập đoàn công nghệ viễn thông hàng đầu của Trung Quốc Huawei đã chính thức ra mắt mẫu điện thoại thông minh gập 3 đầu tiên trên thế giới, chỉ vài giờ sau khi Apple ra mắt loạt iPhone 16 mới cùng nhiều sản phẩm đột phá. Tại buổi lễ ra mắt, giám đốc điều hành cho biết Huawei đã dành 5 năm để nghiên cứu và phát triển mẫu điện thoại gập 3 đầu tiên trên thế giới này, song không đề cập nhiều đến tiến bộ của chip. Mate XT dự kiến sẽ được chính thức lên kệ vào ngày 20 tháng 9 tới với hai phiên bản màu đỏ và đen. Mức giá khởi điểm là 19.999 nhân dân tệ, khoảng 2.800 đô la Mỹ cho phiên bản 256GB và các bản có bộ nhớ cao hơn sẽ có mức giá cao hơn. Theo trang web của công ty, Mate XT đã nhận được hơn 3,6 triệu đơn đặt hàng trước. Thưa quý vị và các bạn, trong vòng 24 giờ qua thì trên khu vực tỉnh Lào Cai vẫn tiếp tục có mưa vừa mưa to. Một số địa phương mưa rất to như Quang Kim, Bản Qua, huyện Bát Sát, Bảo Thắng, Simacai và Bảo Yên. Đất gần như đã ngấm no nước, vì vậy nguy cơ gây nên sạt lở là rất cao, đặc biệt những khu vực ta luy và ven sông suối. Người dân các địa phương cần liên tục cập nhật thông tin liên quan đến thời tiết để có phương án ứng phó, giảm thiểu thiệt hại thấp nhất có thể xảy ra. Sau đây là dự báo cho các khu vực trong tỉnh ngày 11 tháng 9. Vùng đồi núi thấp, đêm và sáng có mưa, mưa rào và dông, nhiệt độ từ 25 đến 29 độ. Vùng đồi núi cao, nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào và dông, nhiệt độ từ 20 đến 24 độ. Thành phố Lào Cai, nhiều mây, đêm về sáng có mưa, mưa rào và dông, nhiệt độ từ 25 đến 29 độ. Khu du lịch Sapa, nhiều mây, đêm về sáng có mưa rào và dông, gió nam cấp 2, nhiệt độ từ 18 đến 21 độ. Khu du lịch Bắc Hà, nhiều mây, đêm về sáng có lúc có mưa, mưa rào và dông, gió nam cấp 3,
nhiệt độ từ 20 đến 24 độ. Thưa quý vị, thông tin chúng tôi vừa mới nhận được, vào lúc 11 giờ trưa nay 11 tháng 9 thì hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh qua cặp cửa khẩu quốc tế Lào Cai Hà Khẩu đã trở lại bình thường. Và thông tin này cũng đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.